Thủy Tiên nhận tin vui khủng liên quan đến CEO Phương Hằng sau ồn ào với Nathan Lee, ông xã vỡ òa. Liên tục vướng vào hàng loạt thị phi từ chuyện từ thiện đến chuyện bản quyền bài hát, Thủy Tiên mới đây cuối cùng cũng đã được nhận tin vui khiến ông xã Công Vinh được dịp vỡ òa. Thời điểm tháng 12 năm 2021, Thủy Tiên Công Vinh trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng khi bà Nguyễn Phương Hằng lên livestream đấu tố việc hai vợ chồng ăn chặn tiền từ thiện trong đợt mưa lũ miền Trung. Ngoài Thủy Tiên, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt Nam như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành cũng bị nữ CEO tố việc ăn chặn từ thiện. Trong đó, vợ chồng Thủy Tiên bị tố cho rằng số tiền từ thiện thực chất gửi vào tài khoản của Thủy Tiên lên tới 320 tỷ đồng, chênh lệch rất nhiều so với con số 178 tỷ đồng mà cô công khai trước đó. Nữ doanh nhân còn tiết lộ cho biết Thủy Tiên có tới 3 tài khoản trong cùng một ngân hàng. Truy vết bài đăng kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên cho thấy cô từng đăng 2 số tài khoản khác nhau cùng tên mình để quyên góp. Trước vụ việc, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh sau đó đã đến ngân hàng sao kê chi tiết để chứng minh sự trong sạch, thế nhưng vợ chồng nữ ca sĩ sau đó vẫn gặp nhiều tranh cãi trái chiều. Liên quan đến vụ việc, mới đây vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương xác định là bị hại khi bị bà Nguyễn Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín danh dự cá nhân trong các buổi livestream. Trên trang cá nhân, ông xã Thủy Tiên đăng tải văn bản trả lời của cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương về vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Đơn vị này cho biết thông báo kết thúc điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, đồng thời kết luận vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên là bị hại trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Các buổi livestream của bà Hằng có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Công Vinh chia sẻ cho biết vẫn câu nói cũ, tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật dù là doanh nhân, CEO nào đó. Không ai được phép đứng trên pháp luật. Ông xã Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương và tất cả khán giả đã luôn tin tưởng trong suốt thời gian qua. Ngoài Thủy Tiên Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng cũng được xác định là bị hại trong vụ việc. Nam ca sĩ cho biết mình đã không lên tiếng về bất kỳ thông tin gì vì chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Thông tin cũng là minh chứng việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn trong sạch trong quá trình làm từ thiện, đồng thời cũng là bị hại, tổn thất rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống. Sau ồn ào nhận tiền quyên góp cứu trợ bà con miền Trung gặp lũ lụt hơn 177 tỷ đồng, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh ở thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục làm từ thiện. Bỏ qua những lời lẽ không hay, cả hai vẫn tích cực làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Thủy Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ tích cực làm từ thiện, đặc biệt là trong đợt cứu trợ lũ lụt miền Trung cuối năm 2020. Khi lên tiếng kêu gọi, hàng triệu người đã cùng chung tay gửi tiền từ thiện vào tài khoản của Thủy Tiên. Nữ ca sĩ cũng không phụ lòng mong đợi, lăn lộn đến từng địa phương quên ăn quên ngủ, thậm chí chấp nhận nguy hiểm đi bè vào giữa tâm lũ để cứu trợ. Hình ảnh đó khiến rất nhiều người cảm động. Tuy nhiên, từ ngày vướng vào ồn ào với CEO Phương Hằng, Thủy Tiên liên tục phải nhận sự chỉ trích. Nữ ca sĩ sau đó cũng liên tục vướng vào những ồn ào. Mới đây nhất là vụ việc bản quyền ca khúc với Nathan Lee. Chính vì nhiều thị phi, trên trang cá nhân Thủy Tiên trở nên rất hạn chế chia sẻ. Khác hẳn với trước đây, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống vui vẻ của gia đình.